Thôi cứ để. Ồ. Rồi nó mà cái gì đó. Hai chân teo hết rồi. Rồi liệt 20 năm rồi má ơi. 36 năm này thầy. 36 năm rồi. Mà trước là bị sao? Con bị tai nạn lao động gãy cột sống. À, gãy cột sống. Dạ. Rồi rồi ok. Thì nó liệt luôn. Trước đây thì khi chữa nó ổn định lại thôi, chứ còn cái liệt là nó chấp nhận rồi thầy. Nó chấp nhận ha, Dạ. nó chấp nhận là mình chấp nhận hay là ai chấp nhận? Có nghĩa là bệnh viện không thể chữa trị được À, bệnh viện không chữa trị thì bác được, sĩ nói là anh phải chấp nhận như vậy. tức là nó khi mà bị tai nạn là nó đứt tủy rồi, Dạ. phải không? Vâng. Giờ tôi hỏi một câu duy nhất thôi là anh có ngoài cái chuyện anh là liệt hoàn toàn rồi, anh không có đi đứng dậy lại được hết, anh có một cái cử động gì tay chân được không? Có lúc đầu tập vật lý trị liệu thì Còn cử động chân được không, cái chân thì mình dùng cái cơ trên này nó hơi nhẹ nhẹ thôi, à, nhưng teo hết mà rồi, bây giờ thì nó không còn tác dụng gì nữa, không còn tác dụng ba mươi nữa, sáu năm rồi. 36 năm rồi. Thế thì từ lúc đó thì con cố gắng tập luyện, thì còn từ đây trở lên thầy. Ừ. Thế rồi con ngồi con làm, rồi tự vận động bằng hai tay, tắm giặt Ừ. thì tự sinh hoạt bằng hai tay. Ừ. Thế nhưng mà cho đến bây giờ thì cách đây là 2 năm trở lại đây đó, thì cái bệnh của con nó hơi nặng, là do cái cổ này, cái cổ là mới bị đây 4 tháng, Ừ. nó bị đau vai gáy, thì cái bây giờ nó không quay được. Không quay cổ được luôn. Dạ. Thì cái mong muốn của con là bây giờ làm sao cho nó đỡ nhất một cái cổ này thôi, Rồi. chứ nó không còn cái. Chứ còn không có hy vọng gì nữa nữa. Dạ. Mà con có một cái khát vọng là làm Rồi. sao cho nó đỡ nhất để con chịu đựng được. Nhà ở đâu vậy? Con ở trên mái ấm chứ không có gia đình. Ủa, không có gia đình à? Dạ. À, có cái anh xe ôm anh ấy đưa con đi. Ông xe ôm đưa thôi rồi. Trời ơi, sao ông khổ quá vậy rồi làm sao mà chữa được? Bây giờ là không có tiền là khó lắm nha. Ừ. Bây giờ là hỏi anh một câu cuối cùng thôi. Dạ. Tức là anh đi cầu đi tiểu làm sao có chủ động được không? Thì cái đi tiểu và đi cầu là con không chủ động được. Đấy, vấn đề là cho Đi nó thủy đức luôn hẳn rồi. đi cầu là nhiều khi là nó mấy ngày phải đi lần, rồi đi tiểu là phải bằng cái ống, đặt cái ống. Dạ. Thì 36 năm rồi này. Rồi sao năm rồi. Rồi gia đình rồi này nó không còn ai hết. Dạ. Rồi tự một mình lo. Dạ. Con ở trong cái mái ấm đó, nhờ ở trong đó là 30 năm nay rồi. Tại vì á là cái này mình nói thật á, ở đây tôi hồi đó giờ tôi không biết làm từ thiện mà tôi không có nói về cái vấn đề đó, tôi nói thẳng vậy đó. Rồi thứ nhất là nếu như mà cái bệnh của anh á là nhà anh mà có tiền á thì là tôi cho anh ở đây điều trị luôn liên tục trong vòng 1 tháng thì nó phục hồi các cơ từ từ lại rồi về anh dựa vô đó anh tập. Nhưng mà giờ anh không có cơ hội rồi, tại vì anh không có tiền. Mà đây thì cũng không có thể hỗ trợ được cái vấn đề đó được. Rồi, bây giờ còn cái chuyện mà thí dụ như uống một miếng rượu thuốc đồ đây anh có tiền không? Dạ có. Tiền đâu anh ra? Thì thời gian mà con đi làm ấy, Làm gì? con vẽ thì cũng để dành được ít tiền. Thì cái điều trị 1 tháng thì nó cỡ bao nhiêu thầy? Để con biết cái số tiền này có thể là con lo lắng hay nói như nào, thì Không, cần con lo. không, cái tiền ông không lo được đâu, tại vì phải có cái người nhà ông mới đỡ đần ông được. Thì nội ông bây giờ ở cái nhà máy ấm ở đâu rồi em? Nhà trên Tân Kỳ Tân Quý hả? Rồi mỗi ngày là chuyển nội chuyển mà ông đi tới lui đây rồi thì sao? Nó hả? Đó. Ok. Bây giờ chỉ còn cái duy nhất là vậy thôi. Nha. Tôi làm được cái gì hai cái nấy. Nha. Dạ. Chứ còn tôi nói rõ mà tôi nói cái video clip này tôi đưa lên trên mạng luôn đó. Thì tôi cũng nói rõ bà con là tôi không có làm từ thiện và tôi không có thích làm từ thiện cái kiểu mà đi cứu và giúp ai hết. Nhưng mà riêng trường hợp anh á thì tôi nói cho rõ là thứ nhất đây nè, nếu khi nào anh có thời gian ha thì
trong cái các ngày thứ ba và thứ tư trong tuần á, dạ. Thì anh đến đây, anh đến đây rồi tôi giúp anh không có trả chi phí gì hết, dạ. Riêng anh đó nha, dạ. Rồi cái thứ hai là cho anh này mua một cặp, cho anh này một cặp đá để mà chườm cái cổ á, cô bé gái, cái này tôi tặng anh luôn được nha, dạ. Rồi cái thứ hai nữa, cái tiếp nữa là tôi sẽ tặng anh thêm cái chai rượu ớt á, ha, để cho anh uống, cái để anh giúp cho anh, dạ. Thì tôi chỉ giúp vậy thôi, dạ. Tức là tôi chỉ giúp cho anh cái cặp đá đen chùm cổ, tôi giúp, dạ. Anh cái gì đó, cái rượu ớt, tôi không lấy tiền đó để cho anh về anh uống, dạ. Nha, rồi tôi sẽ điều chỉnh anh, còn nói là một tháng nhưng mà thực ra là trong cái thời gian mà anh có, anh còn ở đây dài dài thì mà có ai mà có thể giúp cho anh được thì ngày thứ ba, thường là ngày thứ ba là ngày tốt nhất, thì anh lên đây, dạ. Sáng thứ ba hàng tuần, dạ. Và anh lên đây thì tôi sẽ cho mọi người giúp anh, dạ. Nha, và không có chi phí gì hết, dạ, dạ. Nha, để lo cho anh cái phần cho anh nó đỡ, dạ. Nha, rồi giờ bữa nay thì anh có thể anh về, tôi khám xong thì anh về đưa cho anh mấy cái đồ rồi hướng dẫn cho ha, dạ. Rồi sáng thứ ba anh tới đây, mai anh tới đây, dạ. Để tôi này giúp cho anh nguyên ngày, ok không? Dạ. Được ha, dạ. Ok được rồi, đấy thôi. Cho ảnh nằm xuống đi, lấy kiến ông ra. Cái quần anh chúng tôi dựng nó ở thẳng chân không ạ? Không, không được, rồi cứ dựng đi. Cái chân của con người già thân giòn. Ừ, dạ. Rồi, cho anh ngồi dậy đi. Rồi. Rồi, anh nghe cái cổ sao rồi? Vẫn đau. Vẫn đau phải không? Ở bên này, bên này. Rồi, được rồi. Bây giờ về chùm đá, ha. Rồi ngày mai lại đây tôi đi giúp cho. Rồi thôi được rồi. Em ơi, đưa anh về được rồi. Nha. Để anh lấy ra quậy lấy cho anh đá chườm với rượu. Dạ. Nha.